Vâng, xin chào tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc, cũng như là yêu mến kênh của em, cũng đã xem kênh và ủng hộ kênh rất là nhiều. Em là người bán cũng như là để phục vụ các bác, cũng là người yêu âm thanh, cũng nghi âm thanh cũng như các bác thôi. Nhưng mà em được cái là em được trải nghiệm nhiều hơn các bác. Sau đây em sẽ test con fixer, đó là mã 495, để gửi cho anh Dũng ở quận Long Biên, Hà Nội. Thì lúc thông báo hàng về đấy, em có thông báo cái con này là giá 5,5 triệu nha anh em. Thì giá em luôn luôn cân đối cho anh em rồi. Thì con này thì em nó độc lắm, chút em sẽ hướng dẫn chỉ cho anh em biết là cái độc nó ở chỗ nào. Đó là hay, có lo nét bát chép đầy đủ, mà có cái độc là nó dài 8 sò, và là nó độc chỗ nó là em thấy rất là lạ, mà nó rất là hay chỗ, cực kỳ tuyệt vời. Anh em có thể chơi được hai cặp lo riêng biệt nha, riêng biệt mà kiểu như cắm hai cái đầu đĩa và hai cái cổng, mà anh em muốn nghỉ cái đầu đĩa nào anh em bạn đầu đĩa đấy, rất là hay. Cái đó anh che chỉ cho anh em xem. Khi anh em nào gặp con này thì anh em có thể mua về sử dụng, cũng không có nhiều, cũng rất là hiếm nha. Thì con này em bán cho bác là 5,5 triệu, giá đã bao ship nha, đẹp rất là xuất sắc. Chỉ có một quét xước nhị chỗ đây này anh này, cái nào xước thì em nói nha, nhưng mà nó không quan trọng, tại những anh nó cổ quá ra mà cổ mà nó còn đẹp như thế này là quá đáng anh em sưu tầm. Thì con này thì hậu em bán bữa đó em hô 6,5 triệu cũng có bắt mua đấy, nhưng mà mình nhập rẻ thì mình bán rẻ, mình lại vừa phải thôi, anh em còn về chơi xong còn để sang lại cho anh em khác nữa hay gì đó, vân vân. Còn tí nữa em sẽ quay chi tiết sản phẩm cho anh em thấy được cái độ đẹp. Cái máy này nó quay nó không có đẹp nha anh em, anh em dùng nếu nhận hàng thì nó đẹp hơn phía anh em xem ở trong cái video này. Điện thoại lúc trước em quay nó mới đẹp. Rồi, xin mời anh em nghe từ ca khúc đến từ Tuấn Vũ và Giao Linh. Thì nguồn phát là cái con vang nét đây nha anh em. Đây, con vang nét đây. Anh em thấy độc lạ không? Thì vang này nó xuất tiếng rất là hay nha. Em không cần phải đây là test nhạc mạng, cũng như anh em test nhạc mạng vậy đó. Mình đang kết nối bằng Bluetooth á, qua cái con vang nét, và vang nét xuất âm thanh đây này. Cái con vang nét này giá là 2,4 triệu. Anh em có thể kết hợp với nó vừa nghe nhạc vừa hát karaoke tuyệt vời, nó cho ra chất tiếng rất là hay. Nên em dùng nó để test âm thanh, anh em có thể nghe thử âm thanh của nó nha. Tiếng rất là hay luôn. Nó bass trap rất là căng. Anh em nếu có thể thay thế một con lọc gì đó, hay là anh em chỉ 2,4 triệu thôi, anh em sở hữu hát karaoke gia đình tuyệt vời lắm. Y cho rất là hay, mạnh khỏe đầy đủ chức năng này, USB này, Bluetooth này, cổng quang, cổng dây mã đó nè. Anh em sẽ kém TV xuống, AUX, cái cổng bông sen và đèn nước, chống hú, nâng tiếng đầy đủ cho anh em. Rồi, mời anh em nghe. Bát bớt rồi chép nha, thành cái
Rồi em sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem bên trong nha, cũng như để bắt chủ được xem sản phẩm của mình trước khi nhận hàng. Và em hướng dẫn luôn cho bác nha. Đây, đây là cái nút nút tắt nha. Đấy, bật con này là xuất âm tụ nha anh em. Bật lên là nó hát. Hát là làm xuất âm tụ mà. Rồi. Và em sẽ tắt đi. Điện 120V nha. Đây, xin mời anh em xem. Đấy, cái vỏ gỗ nó trải qua mấy chục năm mà nó rất là đẹp nha. Con này rất đáng để các bác ái sưu bác gì đó sưu tầm. Thì tín hiệu từ con vang nó lên, còn nó xúc tiếng âm thanh rất là hay. Anh em có thể để nghe nhạc cũng được, rất là tốt nha. Anh em có thể nghe cái video này rồi. Nó chặt quá nè. Đây, cái hay này. Đây là cổng for nha, là cổng red. Đây là hai cầu loa, đây là một cầu nha anh em. Để nha, chứ không phải nó nằm ngang đâu. Nó nằm dọc như thế này. Thì nếu anh em kém đường cổng for là anh em chỉ hát được cái này bên for và vặn volume trước đây. Volume đây là volume for này. Đấy, volume for. Anh em mà để ý cho hiểu nha. Còn anh em kém đường red đây, đường ra đấy thì anh em chỉ nghe được cái bên này. Thì anh em có thể kém được hai cái nguồn phát á, một là một CD này hoặc là một cái đầu từ trên TV xuống đó. Anh em kém hào cầu hai loa. Thì khi đó anh em sẽ được cái hay ở chỗ là anh em thích nghe đầu đĩa thì anh vặn cái này lên. Anh em thích nghe TV thì anh em vặn cái này lên. Còn bass trap là nó dùng chung nha. Low net cũng dùng chung hết. Thì chỉ có là đánh hai cặp loa nó riêng biệt như thế này. Nó hay nó ở chỗ là hai. Nó không sử dụng một tín hiệu chung nha. Nó chỉ tín hiệu riêng. Đấy. Cứ một cái này là hát một cái kia. Còn cái này là hát cái kia. Nó không sử dụng chung như những cái âm ly khác. Thì con này nó rất là đẹp. Rồi anh em chờ xíu mình sẽ mở ruột gan cho anh em xem. Cái này là của em nha, không có tặng kìm nha. Bác nào tặng lấy thì liên hệ cho em. Bốn cái này là dây bạc nha. Rồi anh em mình chờ xíu mình sẽ mở ruột gan cho anh em cùng xem. Đây, đây là phần ruột gan của sản phẩm nha. Là con fixer hàng Mỹ nha anh em, một điện 120V. Đó là em gửi cho anh Dũng nha. Anh Dũng ở Hà Nội đấy. Anh em ruột gan này. Đấy. Đẹp không? Sexy bảy màu. Bên em chỉ làm hàng bãi nha, và hàng là hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam đấy. Còn con nào mà hàng em thu khách thì em sẽ báo cho anh em là hàng thu khách. Giá nó sẽ tốt hơn. Đối với con này giá rất tốt, nó chạy 8 con sò nha anh em. Đấy. Xuất âm tụ nha anh em, 4 con tụ xuất âm này. Đấy. Rất là độc và lạ. Em sẽ cho anh em xem bề mặt của nó nha. Thì mua bán nó cũng rất là khó. Thì anh em mua bán thì cạnh tranh nó lành mạnh một tí. Thì không cần phải đi dìm hàng như thế như những anh em cũng có thể biết rồi. Mình cạnh tranh nó lành mạnh một tí cho nó hay hơn. Trong cái audio mình bán được thì mình cũng ráng mình bán. Có gì đâu. Làm ăn cho nó bài bản một tí. Khách hàng mình nó sẽ tới thôi. Không cần phải đi dìm nhiều người chỗ cạnh tranh nhau dìm lung tung. Thì em nói cũng chung chung như thế thôi. Thì các bác cũng nếu các bác nào biết thì sẽ hiểu thôi. Rồi đây là phần mặt này, mặt rất là đẹp nha. Xì là 7 màu. Này anh em yên tâm nha, nó không có trầy gì đâu. Đấy, nên rất là sạch nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Thì anh em nào có yêu cầu sản phẩm nào thì alo cho em.